Tình trạng người dân bị các đối tượng thông qua mạng xã hội lôi kéo dụ dỗ đi làm việc nhẹ lương cao ở nước ngoài diễn ra khá phức tạp. Nhiều trường hợp khi qua tới nơi làm việc thì bị đe dọa, đánh đập, ép phải gọi về cho người thân yêu cầu đưa tiền chuộc mới được về nước. Tuy nhiên, không ít người vì muốn đổi đời nên đã sập bẫy lừa đảo. Ngày 7 tháng 6, ông H, sinh năm 1969, ngụ tỉnh Phú Yên, là cha của N, sinh năm 2006, tới công an phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, báo con mình mất tích một tuần sau khi từ tỉnh Phú Yên vào thành phố Hồ Chí Minh để đi làm. Gần 2 tuần sau, công an tìm thấy N và bàn giao cho gia đình. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định em này quen biết với một người lạ qua mạng xã hội. Người này cho biết đang tuyển dụng người làm việc tại Campuchia với mức lương cao, bao ăn ở miễn phí. Vì muốn kiếm tiền, em đã bắt xe từ tỉnh Phú Yên vào thành phố Hồ Chí Minh. Tới thành phố Hồ Chí Minh, em cùng một số cô gái khác được các đối tượng đưa sang Campuchia và bị giam lỏng trong phòng có người canh gác. Lo sợ, em N đã gọi điện thoại về gia đình để cầu cứu. Tương tự, BT sinh năm 1999, trú huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai, và VT sinh năm 2007, trú huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai, bị một số đối tượng lừa đưa sang một tỉnh ở Campuchia làm trong công ty do người Trung Quốc điều hành. Cả hai không hoàn thành chỉ tiêu theo yêu cầu nên bị các đối tượng phạt và yêu cầu liên hệ gia đình nộp từ 130 triệu đồng đến 150 triệu đồng mới được thả về Việt Nam. Đại tá Trần Văn Hiếu, trưởng phòng cảnh sát hình sự BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua các đối tượng lợi dụng các trang mạng xã hội đã quảng cáo tuyển chọn người qua Campuchia, Trung Quốc làm việc hành chính với mức lương cao từ 800 đô la Mỹ đến 1.000 đô la Mỹ một tháng, bao ăn ở.